Ohio, chào tất cả các bạn. Chắc hẳn các bạn đọc Dragon Ball rồi không còn xa lạ gì với cả cái chiều lưỡng long nhất thể của Vegeta và Son Goku đúng không? Nhưng mà quá là điều bình thường luôn. Tại vũ trụ anh hùng của bọn mình thì đó, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Và vũ trụ anh hùng của mình có những sự kết hợp cực kỳ độc, cực kỳ dị. Ví dụ như là Zoro kết hợp với Sanji thành ZS. Quá đẹp phải không các bạn? Naruto hợp thể với Sasuke thành lục đạo. Athena hợp thể với Madara thành Pluto. Và còn vô số các hợp thể cực mạnh, cực đỉnh khác cần các bạn khám phá đấy. Cùng tải game ngay nào. Vũ trụ anh hùng hợp thể xuất chiêu thổi bùng sức mạnh.